Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor giảm tốc 220V một pha, công suất 0.75kW 1HP một ngựa. Đây là loại chân đế. Còn đây là loại mặt bích. Sau đây là tem và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Tỷ số truyền, quý khách có thể chọn từ giảm 3 cho tới giảm 200 lần. Nghĩa là tốc độ trục ra bằng 23, 56, 150 hoặc 70 tùy theo nhu cầu sử dụng của quý khách. Sau đây là kích thước sản phẩm. Có đường kính trục là 28mm. Tổng chiều dài là 425mm. Với loại chân đế. Tâm lỗ dọc trục là 90mm. Tâm lỗ ngang trục là 140mm. Với loại mặt bích, đường kính lỗ bích là 12mm. Chiều ngang của mặt bích là 180mm. Chiều dọc của mặt bích là 194mm. Tâm hai lỗ ngang và dọc trục là 155mm. Sau đây là bên trong của nắp hộp cực. Về phần đấu điện thì ta cấp nguồn 220V một pha vào hai đầu ra của motor. Sau đây chúng tôi sẽ cấp điện và chạy thử sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành tại 3 miền Bắc Trung Nam. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty chúng tôi. Mọi thắc mắc chi tiết, quý khách có thể liên hệ với công ty chúng tôi qua số điện thoại 0984 60 1133. Xin cảm ơn.